Sau khi lấy chồng và sinh em bé, hai bên gò má của Vân xuất hiện những mảng nám và tàn nhang, khiến da Vân ngày càng xấu đi và rất mất tự tin khi giao tiếp với khách hàng. Do được đào tạo bài bản về kỹ thuật chăm sóc da, nên khi phát hiện một kem trị nám qua doctor cho một lần tìm kiếm bộ sản phẩm trị nám phù hợp trên internet. Vân đã tìm hiểu rất kỹ và quyết định lựa chọn một kem trị nám qua doctor để điều trị cho riêng mình. Kết quả thật tuyệt vời, sau 2 tháng Vân đã hoàn toàn hết nám và bây giờ là đã 8 tháng rồi, những vết nám đó hoàn toàn không tái phát trở lại. Vân đã áp dụng để điều trị cho rất nhiều khách hàng của Vân và thu lại kết quả rất tốt. Kem trị nám qua doctor là một dòng mỹ phẩm đặc trị và chuyên trị rất là nám nặng, nám nì, nám lâu năm, tàn nám, tàn nhang, đốm nâu. Da bị tổn thương, da sử dụng các loại hóa mỹ phẩm. Qua doctor được cấp phép lưu hành của Sở Y tế và có tem chống hàng giả của Bộ Công an. Thành phần chủ yếu của kem trị nám qua doctor chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, dịch huyết hay kem men, tinh chất lá dâu tầm, tinh chất nho thay cùng, tinh chất dầu ô liu và vitamin A. Và tiếp theo sau đây, xin mời các bạn hãy cùng Vân tham gia các bước điều trị nám hiệu quả và một sản phẩm trị nám qua doctor. Thời gian để điều trị nám da tốt nhất là vào buổi tối. Bước 1. Rửa sạch da mặt bằng sữa rửa mặt y học qua doctor. Bước 2. Thoa kem trị nám nặng qua doctor nếu mình da bị nám. Bước 3. Thoa kem trị nám nhẹ lên vùng da xung quanh để làm đều màu da. Ban ngày tôi thoa kem chống nắng trị nám qua doctor để bảo vệ cho da. Sau khi thay hết nám, Vân chuyển qua sử dụng kem siêu trắng của doctor và kem chống nắng trang điểm làm trắng da của doctor. Và bây giờ Vân rất tự tin với làn da trắng hồng của mình. Và như bây giờ, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn của doctor để mua sản phẩm nhé. Tôi chúc các chị em đang bị nám và tàn nhang sớm sở hữu được làn da trắng sáng và mịn màng.